tiếp theo tập trước. Sau khi đánh một đòn hỏa quyền vào đám chim vô vũ ở dưới nước, Mạc Phàm thấy hiệu suất quá tệ, cho nên hắn liền nghĩ, không được, ở đây quá hạn chế để mình phát huy rồi, phải đổi một nơi để tác chiến. Sau đó, hắn nói với con chim vô vũ, tà tinh ta sẽ đưa ngươi lên trước." Sau đó, Mạc Phàm dùng niệm khống đưa con chim vô vũ lên trước, còn hắn dùng độn ảnh để di chuyển vào giữa đám chim vô vũ. Sau đó hắn dùng nham chướng, nham độn để cả lại một con chim vô vũ lao tới. Thế nhưng nham chướng của Mạc Phàm đã bị phá nát con chim vô vũ còn quạt cho mạc phàm một phát vào chân, hắn kêu ré lên. a a a a mạc phàm lấy đồ trị thương trong không gian khế ước ra rồi nói, may mà trong không gian khế ước này làm đông máu có thể cầm máu được, không thể để bọn nó lại gần được. sau đó mạc phàm đánh ra một chiêu, tịch lôi tử quang lôi bạo ầm ầm ầm, mấy con chim vô vũ đã bị giật chết, nhưng lại có một đám khác kéo tới. mạc phàm nói với tà tinh, tà tinh thấy thế cũng phối hợp với mạc phàm la lên. sau đó mạc phàm nói nhưng cơ hội bây giờ bỏ chạy. Cố gắng lên, lập tức có thể lên mặt đất rồi. Tà Tinh khẽ gừ một cái. Thế nhưng, phía tước Mạc Phàm có rất nhiều chim vô vũ đang bơi lượn vòng ở phái trên. Mạc Phàm với Tà Tinh đều giật mình. Hắn la lên, chết tiệt, bọn nó lại bám lấy rồi. Mạc Phàm lúc này, sử dụng vật chất hắc ám, đánh ra một chiêu. Ảnh sát, pháp trường hành hình. Rất nhiều cái bóng người cầm diều xuất hiện bổ vào đầu bọn chim vô vũ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, đám ác quỷ đưa từng con chim vô vũ lên đoạn đầu đài mạc phàm cười lên sung sướng ha ha giống như tên phùng châu long kia đã nói năng lực mới của hệ ám ảnh quả thật rất mạnh số tiền này tiêu không vô ích rồi sau khi giải quyết được mớ chim vô vũ mạc phàm nói với tà tinh chúng ta đi thôi sau đó cả hai cùng nhau trồi lên khỏi mặt biển sau đó mạc phàm cùng với tà tinh hai đứa đi lên bờ mạc phàm nói với nó ngươi chịu đựng thêm một chút vừa nói xong thì bọn chim vô vũ đã kéo nhau bay đến mạc phàm nói với tà tinh đợi ta giải quyết xong bọn nó sẽ đưa ngươi đi chữa trị sau đó mạc phàm tự tin khoe cá tính hừ đến đây đi chúng ta đánh nhanh thắng nhanh thôi câu mà cơn đau đã chuyển tới mạc phàm hét lên á a ha nguy rồi sau đó nhìn xuống vết thương trên chân đã tím đen mạc phàm than thở quên mất bọn nó có độc thấy con chim vô vũ đang kêu ông ổng mạc phàm nói với nó ngươi hãy nằm đó cho ta đừng động đậy ta nói sẽ cứu ngươi thì nhất định sẽ làm được sau đó mạc phàm lại bùng lên hỏa diễm hắn thầm nghĩ nhưng hy vọng thể chất đặc thù của mình có thể cố gắng chịu thêm một chút sau đó mặc phàm dùng thiên diễm táng lễ để chơi chết mất con chim vô vũ đang lao đến nhưng mà đám chim vô vũ tiến tới mỗi lúc một nhiều mặc phàm thầm nghĩ tuyệt đối không thể ngã xuống vì tà tinh thế nhưng đánh xong một chiêu mặc phàm lại ngã gục xuống nước sau đó hắn cắn chặt răng mà đứng dậy nhưng lại đau đớn mà ngã chúi đầu xuống nước a a a mặc phàm lần này cố gắng đứng lên nhưng không được thế là hắn vừa quỳ xuống vừa đánh ra hỏa diễm Mạc Phàm hét lên thật to. Ta có thể chịu đựng được. Đột nhiên, có người lớn tiếng hô. Tuyết cơ chi khớp vân băng tinh giới. Mạc Phàm thầm nghĩ, ma pháp hệ băng siêu dài, là mục bạch. Tốt quá, được cứu rồi. Thế là nhìn lại thấy mục bạch đã vẽ ra một cái tinh cung. Sau đó, mây đen ùn ùn kéo tới phía bọn chim vô vũ. Bọn này nhanh chóng bị ma pháp siêu dài băng hệ biến thanh chim đông lạnh. Tất cả rơi xuống và chết nát xác. Sau đó, mục bạch với Mạc phàm kéo con tà tinh đi vào trong rừng. Mạc Phàm thở dốc. Đến đây thì an toàn rồi. Mục Bạch liền nói. Mạc Phàm, cậu bị trúng độc rồi. Mạc Phàm đáp lại. Tôi không sao, cậu hãy cứu nó trước đi. Mục Bạch đóng băng một góc trên người của Tà Tinh rồi nói. Tôi sẽ đóng băng vết thương của nó lại trước. Nội tạng đều đã bị nát hết rồi, bây giờ có thể sống sót cũng là kỳ tích rồi. Tà Tinh kêu lên một tiếng, sau đó nó mệt mỏi nằm gục xuống đất. Mạc Phàm nói với nó. Mày hãy ở lại đây ngủ một giấc trước. Sau đó, hắn nói với, với Mục Bạch. Tâm giải độc còn không, chính là loại mà lần trước cho Triệu Mãn duyên uống. Mục Bạch lấy một lọ thuốc ra rồi hỏi, "Là cái này đúng không?" Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi, "Cậu có thuốc giải độc sao? Trước đây sao lại không cho lão Triệu dùng?" Mục Bạch giải thích, "Lúc đó cũng không phải là tình hình khẩn cấp gì, thuốc giải độc đương nhiên có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm." Mạc Phàm nghe xong cũng ngu mẹ nó nó người thầm nghĩ, "Không hổ danh nam trà xanh, lão Triệu thật là thê thảm." Sau đó, hắn tu thuốc giải độc một hơi ngon lành. Mạc Phàm liền hỏi, đúng rồi những người khác đâu rồi mục bạch trả lời xảy ra chút tình hình bọn họ đã bị thẩm phán trưởng của núi nam hy khống chế rồi đến ngay cả cô đường nguyệt cũng mạc phàm giật minh la lên cái gì bị khống chế sao rốt cuộc là sao mục bạch trả lời thẩm phán trưởng núi nam hy không những đem người dễ dàng lên đảo hơn nữa còn tìm thấy thông đạo trong lòng đất chỉ có trần thức mới biết được có thể nói nắm giữ đảo như trong lòng bàn tay tôi nghi ngờ hắn ta chính là một trong những người tham dự kế hoạch thuần dưỡng 10 năm trước Mạc Phàm nhận định, nghe cậu nói như vậy, quả thật cũng có khả năng. Không biết bọn họ rốt cuộc có dự định gì, nhưng mà cô Đường Nguyệt dù sao cũng là phó thẩm phán trưởng, thẩm phán trưởng của núi Nam Hy kia, có lẽ cũng không làm chuyện gì quá đáng đâu đúng không?" Mục Bạch lại nói, "Hắn ta vốn dĩ có thể không dự định làm gì, nhưng bây giờ con trai của hắn Chu Mẫn đã chết, ai cũng nói không rõ hắn có tư diệt hết hay không." Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi, "Con trai hắn chết rồi, sao lại chết?" Mục Bạch trả lời, "Bị sợi xích đập chết." mạc phàm ngạc nhiên hỏi cái gì vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu chúng ta phải nhanh nghĩ cách cứu bọn họ ra ngoài mục bạch trả lời bọn họ đã bị di chuyển đến một căn cứ cách ly rồi cậu chắc chắn là có thể đi cứu người như vậy sao phải biết rằng thẩm phán trưởng của núi nam hy là một pháp sư siêu giai hệ băng thực lực rất mạnh mạc phàm đáp lại yên tâm tôi hồi phục rất nhanh tên thẩm phán trưởng đó cứ giao cho tôi đối phó thế là hai thằng mò đến căn cứ cách ly bên trong căn cứ chu khởi lớn tiếng nói đường nguyệt cái chết của con trai tôi có phải liên quan đến Mạc Phàm không? Tôi có thể đảm bảo các người bình an vô sự, chỉ cần cô gọi Mạc Phàm qua đây." Đường Nguyệt đáp lại, "Cái chết của Chu Mẫn là ngoài ý muốn. Có trách thì trách bản thân cậu ta tài năng thấp kém. Sao ông lại đổ lỗi hết cho Mạc Phàm?" Một tên khác liền can ngăn, "Thẩm phán trưởng, ngài hãy bình tĩnh lại một chút. Nam nghị viên không phải đặc biệt bàn giao cho chúng ta sao? Trong thời gian tuyển cử của ông ấy, đừng gây ra chuyện quá đáng. Chúng ta chỉ có thể đảm bảo những người này không đem chuyện trên đảo lan truyền ra ngoài. Chu Khởi tức giận hỏi: "Vậy mạng của con trai tôi ai sẽ trả lại đây?" Tên kia lập tức do dự, cái này, đột nhiên có một thằng đi vào báo cáo với Chu Khởi: "Thẩm phán trưởng, có một người tự xưng là Mạc Phàm đang ở bên ngoài." Hắn kiêu ngạo bảo ngài thả hết bạn của hắn ra. Chu Khởi thích chỉ nói: "Tốt lắm, hắn ngược lại là tự tìm đến tận cửa rồi." Tên kia can ngăn: "Thẩm phán trưởng, đừng kích động. Đừng quên mục đích mà chúng ta tới đây lần này, không thể làm lỡ tuyển cử của nam nghị viên." chu khởi tức giận quát cút đi chết cũng không phải là con trai của cậu lúc này mạc phàm đi đến trước mặt chu khởi rồi hỏi ông chính là thẩm phán trưởng của núi nam hy đúng không chu khởi xác nhận là tôi cậu biết con trai bảo tôi chết thế nào hay không đều là vì cậu và điều vương kia tôi cho cậu một cơ hội nếu như cậu thành tâm sám hối thì hãy đến trước mộ của con trai tôi lạy vài cái mạc phàm tức giận quát con người ông đúng là không nói lý lẽ dựa vào cái gì mà bắt tôi phải cúi đầu Chu Khởi kích phát ma pháp băng hệ. Hừ, nếu đã như vậy, thế thì tôi sẽ chặt đứt chân của cậu trước, sau đó để cho cậu túc trực bên linh cữu của con trai tôi. Tên này đánh ra một chiêu. Băng Man Che phủ. Mặt đất bên dưới Mạc Phàm đã bị đóng băng hoàn toàn. Mạc Phàm cười nhạt, ha, có bản lĩnh thì ông tới đây. Sau đó, tên này lấy đồ chơi mới của mình ra, Tiên hình ác linh xuất hiện. Mạc Phàm điều khiển con ác linh xông đến chỗ của Chu Khởi. Tiên hình ác linh. Con ác linh nhanh chóng xông đến chỗ hắn vung roi lên quật cho một phát chu khởi không né được ngã cắm đầu xuống đất mạc phàm thầm nghĩ hừ lại kích phát thiên hình ác linh đúng là ông trời cũng giúp mình tiền không tiêu vô ích rồi chu khởi lúc này lỗ mũi đã bị cắm đầy cỏ dại hắn tức giận nhìn ngó xung quanh sau đó quát lên là ai ra ngoài ngay chu khởi tức giận chỉ mặt mạc phàm quát là ngươi đang dở trò đúng không mạc phàm thản nhiên nói đúng thì đã sao thế là hắn đánh ra một chiêu thương lôi chảo một bàn tay bằng lôi điện tím đen đánh về phía chu khởi chu khởi vội vàng tạo ra kết giới để chống lại hắn gầm lên đáng ghét ngươi bớt đắc ý sau đó chu khởi xách một sợi xích băng lên tay rồi hắn đánh ra chiều băng bạo lưu tinh trùy một quả chùy băng gai nhọn to tướng vung vẩy trên không nhìn thế công của chu khởi mạc phàm lập tức thi triển ma pháp hệ không gian thuấn tức di động thân hình lập tức biến ra chỗ khác chu khởi đắc ý nói đấu với ta ngươi còn non một chút mạc phàm vất vả né tránh hắn thầm nghĩ Hừ, thẩm phán trưởng loại cấp bậc này quả nhiên không dễ đối phó. lúc này chu khởi đắc ý thi triển ra thẩm ma kiếm. sau đó tên này nói với mạc phàm bây giờ cầu xin tôi vẫn còn kịp đấy. thế nhưng tiên hình ác linh lại xuất hiện phía sau bốc một tiếng một ngọn roi lại vụt xuống lưng của chu khởi. hắn tức giận dùng ma pháp băng hệ phóng ra những cây băng thương về phía tiên hình ác linh rồi hô lên chết tiệt đây rốt cuộc là thứ gì trốn ở đâu rồi. mạc phàm thấy chu khởi đang mải mê đối phó với tiên hình ác linh hắn thầm nghĩ cơ hội tốt sau đó mạc phàm đánh ra một chiêu siêu dài lôi hệ lôi giới chi phạt cửu giới tri cấm nhưng đạo lôi điện tím đen từ trên tinh cung mà mạc phàm vẽ ra đánh xuống ầm 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 lôi điện vừa được tăng cường bởi hồn chủng bạo quân hoang lôi vừa được chúc phúc của thần ấn cho nên uy lực không thể xem thường mặt của chu khởi tái như đít nhái hỏi ngươi cũng là pháp sư siêu dài sao vừa nói xong chu khởi đã ăn lôi điện vào người nằm bẹp dưới đất cùng lúc đó bên trong căn cứ mục bạch đang giải quyết đồng bọn bị trói hắn nói với cả đám mạc phàm sẽ dụ tên thẩm phán trưởng kia đi chúng ta nhân cơ hội chạy thôi đường nguyệt lo lắng hỏi một mình cậu ta có thể xử lý được không tôi đi giúp cậu ta mạc phàm xách cổ chu khởi kéo vào rồi nói không cần tôi đã giải quyết xong rồi đường nguyệt kinh ngạc hô lên đây là thẩm phán trưởng chu khởi đến ngay cả hắn ta cũng không phải là đối thủ của cậu sao mạc phàm cười híp mắt nói hôm nay có phát huy hơn bình thường một chút xíu trong lòng thẩm mỹ nếu như không có tiên hình ác linh tôi thắng cũng không dễ dàng như vậy trần thước lo lắng hỏi mạc phàm tà tinh đâu rồi cậu đã thành công thuần hóa chưa mạc phàm đáp lại thuần hóa gì đó để sau hãy nói bây giờ mạng của nó sắp mất rồi tôi phải nhanh chóng đưa nó đi chữa trị đây tưởng thiếu như cũng nói chúng tôi sẽ đi cùng cậu mạc phàm phản đối không mọi người hãy ở lại đây tôi đã phát hiện đồ đằng thú rồi buổi tối hôm đó mấy người đã lên bờ tưởng thiếu như hỏi đường nguyệt giao lại cho bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ đường nguyệt khuyên giải đừng vội cứ đợi đi lúc này mục bạch với triệu mãn duyên đã ngoi đầu lên khỏi mặt nước triệu mãn duyên la lên tìm thấy rồi mạc phàm nói không sai thật sự là đồ đằng thú ca gỗ của tôi gặp phải xương cốt thì sẽ có phản ứng mục bạch nhớ lại bộ xương cốt khổng lồ rồi hỏi dưới đáy biển rốt cuộc là đồ đằng thú gì vậy tưởng thiếu như trả lời tôi nghĩ có lẽ là ngao phụ nó là thủy tổ của tất cả hải thú những sinh vật thể hình lớn mạnh có lớp vỏ đều có quan hệ huyết thống với nó triệu mãn duyên phấn khởi nói trả trách sức mạnh của đồ đằng còn sót lại lại dồi dào như vậy linh linh đề nghị nếu như anh đã lấy được nhiều lợi ích như vậy vậy xuống dưới giúp tôi tìm một thứ lúc sau triệu mãn duyên đã bỏ lên khỏi mặt nước trên tay hắn còn cầm một cái chai hắn thở dài hai cuối cùng cũng đã bắt được rồi cô xem có phải là nó không linh linh vui vẻ reo lên đúng rồi đây chính là sinh vật độc tính mà chúng ta cần tìm đường nguyệt nói với cả bọn lần này các người dân trong trấn của trấn vọng quy được cứu rồi thật sự là cảm ơn mọi người bên này mạc phàm nói với trần thước tình hình của nó thế nào rồi trần thước trả lời tình hình rất nguy hiểm nếu như không có pháp sư chữa trị lợi hại e rằng mạc phàm đề nghị tôi sẽ đưa nó về trong thành trần thước liền hỏi cậu nghiêm túc đấy chứ nó là yêu ma hoang dại đấy cho dù đưa vào trong thành cũng chưa chắc là có người bằng lòng cứu nó. Mạc Phàm thầm nghĩ, nếu như có tâm hạ ở bên cạnh thì tốt rồi. Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi Trần Thước, thật sự không có cách nào cứu được nữa sao? Trần Thước thở dài, hai, theo lý mà nói trong tộc quần của yêu ma, có lẽ cũng có yêu ma có năng lực chữa trị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể nào tìm thấy được. Mạc Phàm vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi hỏi, tìm thấy yêu ma có năng lực chữa trị sao? Sau đó, hắn vui mừng vỗ tay cái bếp một phát rồi nói, đúng rồi, còn có cô ta. Nghe xong, Trần Thức ngạc nhiên hỏi. Sao thế, nghĩ ra cái gì à? Mạc Phàm trả lời. Tôi sẽ đưa tà tinh về Phàm Tuyết Sơn một chuyến. Bên này, đám thẩm phán đang hỗ trợ phát thuốc cho người dân. Mọi người hãy xếp hàng. Dựa theo số người của gia đình để nhận. Đường Nguyệt nói với Linh Linh. Linh Linh, thuốc để phân phát cũng gần xong rồi. Hay là nghỉ ngơi một chút? Linh Linh trả lời. Chị Đường Nguyệt, lô cuối cùng lập tức chế tạo hoàn thành. Đợi các người dân trong trấn lấy được. Chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi đường nguyệt tán thành được thế thì vất vả cho mọi người rồi thời gian qua đi thấy linh linh vẫn đang miệt mài làm việc đường nguyệt ngạc nhiên hỏi ủa ủa linh linh sao em vẫn chưa ngủ linh linh thấy đường nguyệt liền vui vẻ nói chị đường nguyệt chỉ đến rất đúng lúc em lại có phát hiện mới rồi đường nguyệt ngạc nhiên hỏi phát hiện mới gì thuốc giải độc không phải đều đã chế tạo hoàn thành rồi sao sao em còn làm nghiên cứu linh linh trả lời em vẫn còn rất quan tâm đến những con chim vô vũ ở trên đảo húc những con chim đó không giải quyết, trung quy cũng sẽ là một tai họa. Đường Nguyệt tán thành. Quả thật là như vậy. Nhưng những con chim này thật sự quá nhiều. Không biết cấp trên có muốn phái thêm người đến giải quyết hay không. Linh Linh đưa cuốn sổ có đánh dấu cho Đường Nguyệt và bảo. Cho nên em đã nghĩ ra một cách hay. Đường Nguyệt mở cuốn sổ ra thì thấy hình con côn trùng và dòng chú thích bên cạnh. Du trùng thối, sinh vật độc tính. Lấy cặn bã phân và nước tiểu của sinh vật biển. Là môi trường thích hợp để sinh sản, là đồ ăn yêu thích nhật của chim vô vũ. Linh Linh giải thích. Du trùng thối vừa hay là đồ ăn yêu thích nhất của chim vô vũ, mà tảo biển gây tê lại là đồ ăn của du trùng thối. Chỉ cần đem hải tảo gây tê giải lên trên mặt biển để du trùng ăn, sau đó đợi những con chim vô vũ này ăn với quy mô lớn, toàn bộ bọn nó sẽ bị gây tê. Nếu như vậy, đối phó với bọn nó đơn giản hơn nhiều. Đường Nguyệt vui vẻ reo lên. Quả thật là một cách hay. Linh Linh, em đúng là một cô bé thông minh. Chị sẽ đi báo lại với cấp trên. Linh Linh hỏi tiếp. Đúng rồi, thẩm phán trưởng đó xử lý thế nào rồi còn có nam nghị viên sau lưng hắn đường nguyệt đáp lại yên tâm chứng cứ chị đều đã sắp xếp lại hết rồi sẽ cùng báo cáo lên cấp trên đúng lúc này có người vào báo cáo phó thẩm phán trưởng đội bảo vệ đột nhiên phái người qua đây tiếp quản trấn vọng quy nghe xong cả hai người linh linh và đường nguyệt lập tức hỏi cái gì lúc này tiếng thông báo phát ra thông báo khẩn cấp thông báo khẩn cấp lập tức đưa trấn vọng quy đi vào trạng thái phong tỏa mời các vị cư dân quay về trong nhà trong lúc phong tỏa nhân viên ở trong trấn không được ra ngoài đường nguyệt thẩm mỹ phong tỏa e rằng là nhắm vào chúng ta rồi đáng ghét người cao nhất của hội thẩm phán vẫn chưa tới sao cùng lúc đó ở phàm tuyết sơn du sư sư đang chữa trị cho tà tinh một lúc sau du sư sư nói với mạc phàm được rồi tính mạng thì giữ được nhưng mà nó cần phải tịnh dưỡng một khoảng thời gian mới hoàn toàn khôi phục mạc phàm thở phào nhẹ nhõm nói thế thì tốt tôi cũng có thể an tâm và nghỉ ngơi rồi nếu như sớm biết linh nga có loại năng lực như vậy lần này cũng đem cô đi theo du sư sư đáp lại cậu về rất đúng lúc ở đây có một lá thư của cậu mặc phàm ngạc nhiên nhìn các phi nga đưa bức thư tới hỏi thư gì hắn bóc lá thư ra xem sau đó hét toáng lên cái gì tôi phải đi đính thành tham gia tuyển cử bỏ phiếu sao sớm nói tôi đã không làm người bảo vệ rồi còn có hai tờ bỏ phiếu đúng là phiền phức thật bỏ quyền cho rồi du sư sư nhắc nhở có tùy tiện như vậy được sao cái này liên quan đến tương lai của đính thành đấy nghe xong mặc phàm liền đọc lại bức thư ủa nam khoa này trong tờ giấy có hai mục lựa chọn danh sách người được chọn cuối cùng người được chọn nam khoan người được chọn minh tiên mạc phàm tức giận nói không biết nam nghị viên này có liên quan đến căn cứ thuần dưỡng của chim vô vũ hay không sau đó mạc phàm cũng đã đến nham chi kiếm các đính thành đám đông cầm biển hò hét như là thấy idol nam nghị viên nam nghị viên nam khoan nói với minh tiên minh nghị viên ông nhìn đi thị dân của đính thành nhiệt tình như vậy sắc mặt minh tiên có vẻ khó coi ông ta tức giận nói hừ nam nghị viên mua chuột lòng người đúng là giỏi thật sau đó liền bỏ đi lên trên nam khoan bồi lại một câu hai người trẻ chính là mất bình tĩnh như vậy sau đó trong lòng thầm nghĩ tuyển cử lần này tôi thắng chắc rồi nhưng đến khi nam khoan đi vào đã thấy mặc phàm ngồi chiếm chỗ của mình hắn ngạc nhiên hỏi hửm, tiểu huynh đệ cậu ngồi sai vị trí rồi đây là vị trí độc quyền của nghị viên mặc phàm ngạc nhiên hỏi mấy người bên kia ủa tôi không ngồi ở đây sao thủ lĩnh đưa tay mời mạc phàm chỗ ngồi này mới là của cậu mạc phàm cậu qua bên này mạc phàm liền đổi chỗ và nói đúng là tôi ngồi sai vị trí rồi nam khoan liền giả bộ tươi cười hỏi cảm ơn thủ lĩnh vị này là trước đây sau chưa bao giờ gặp qua thủ lĩnh liền trả lời mặc dù chưa gặp nhau nhưng tôi nghĩ có lẽ các người cũng đã nghe qua tên của cậu ta cậu ta là người bảo vệ danh dự của đính thành chúng ta mạc phàm nam khoan thầm khí hóa ra người này chính là Mạc Phàm. Văn Hà bước lên tuyên bố. Được rồi, nếu như mọi người đều đã đến đông đủ. Vậy cuộc tuyển cử chính thức bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ chọn ra đại nghị viên của đính thành trong hai vị ứng cử viên. Lần tuyển cử này là bỏ phiếu, mời các vị hãy lần lượt cho phiếu vào trong hộp. Mạc Phàm, cậu là người bảo vệ danh dự, cậu lên trước đi. Mạc Phàm đứng lên phát biểu. Trước khi bỏ phiếu, tôi có một vài lời muốn nói. Nam nghị viên, trên đường tôi đến đây nghe nói Trấn Vọng Quy đã bị phong tỏa rồi, không ngờ ông hành động cũng khá nhanh đấy nhưng mà bây giờ vẫn chưa muộn đúng không thật đáng tiếc không thể vạch mặt ông nam khoan giả bộ vô tội rồi nói cậu nói không biết điều gì đã khiến cho người bảo vệ danh dự hiểu lầm rồi mạc phàm tức giận nói nam nghị viên căn cứ thuần dưỡng chim vô vũ trên đảo húc có liên quan đến ông có đúng không nam khoan giả bộ vô tội cái gì mà căn cứ thuần dưỡng tôi quả thật chưa bao giờ nghe nói tới mạc phàm cười khinh bỉ ông đúng là quý nhân quên chuyện cho dù 10 năm đã trôi qua, chỉ cần muốn điều tra, cũng có thể điều tra ra được một chút dấu vết. Hắn quay sang nói với đám người trong nghị trường. Các vị, tôi dùng nhân cách của mình để đảm bảo. Nam nghị viên này chẳng khác gì một tên bại hoại. Tương lai của đính thành không thể giao vào trong tay loại người này được. Nghe xong, tất cả đều rơi vào trầm mặc, ai cũng ra chiều suy nghĩ. Mặc phàm bỏ luôn phiếu vào thùng của Minh Tiên. Hắn nói lớn. Cho nên, hai phiếu của tôi đều chọn Minh Tiên nghị viên. Nam Khoa nhìn vào mấy người bỏ phiếu cho mình liền cười thầm đắc ý ha ha chỉ hai phiếu căn bản không thay đổi được cục diện át chủ bài đã nói xong rồi đại đa số vẫn bỏ phiếu cho mình thôi hùng lúc này đến lượt văn hà cô ta bước lên nói tôi tin mạc phàm thủ lĩnh cũng nói tôi cũng tin tưởng mạc phàm nam nghị viên ông quả thật không thích hợp với đính thành rồi vẻ mặt của nam khoan lúc này hết sức khó coi mấy người kia bắt đầu bàn tán với nhau sao nguyên lão của đính thành đều ủng hộ cho minh tiên vậy cái này không giống như dự đoán nếu như đứng sai đội sau này khó mà làm đấy hay là chúng ta cũng. Lúc sau, thủ lĩnh Đính Thành cầm phiếu bầu cử lên tuyên bố. Bây giờ công bố kết quả bỏ phiếu. Ứng cử viên Nam Khoan 14 phiếu, ứng cử viên Minh Tiên 16 phiếu. Tôi tuyên bố Minh Tiên sẽ được làm đại nghị viên của Đính Thành. Nghe xong, Nam Khoan nổi điên lên nói, đáng ghét, Minh Tiên ngạc nhiên hỏi. Tôi được chọn rồi sao? Lúc sau, Minh Tiên nói với Mạc Phạm. Mạc Phạm, lần này may mà có cậu Trượng nghĩa lên tiếng. Mới có thể để tên Nam Khoan đó không đạt được như mong muốn. Sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói." Mạc Phàm đáp lại, "Đây là chuyện mà tôi nên làm. Đính Thành sau khi giao cho ông, ông đừng làm hư đấy." Minh Tiên đáp lại, "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Xây dựng đính thành trở thành nguyên tố chi đô thật sự." Lúc này, Văn Hà hốt hoảng chạy đến gọi to, "Mạc Phàm, Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi. "Văn Hà trưởng quan xảy ra chuyện gì vậy?" Văn Hà đáp lại, "Là bên trấn Vọng Quy. Cậu nghe điện thoại đi." Linh Linh bên kia nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm bên đó kết thúc rồi thì hãy quay về ngay mạc phàm liền hỏi linh linh trấn vọng quy lại xảy ra chuyện gì sao linh linh trả lời tình hình có hơi phức tạp gặp anh rồi sẽ giải thích luôn rất nhanh mạc phàm đã trở về vọng quy trấn hắn ngạc nhiên hỏi cái gì những con chim vô vũ kia bị đội bảo vệ đưa đi rồi sao không phải trước đây các người đều nói dự định dùng tảo biển gây tê tiêu diệt chim vô vũ sao linh linh xác nhận đúng vậy nhưng mà chúng tôi vừa mới gây tê cho chim vô vũ thì đã bị đội bảo vệ ngăn cản. Đúng là tức chết đi được. Đường Nguyệt cũng nói, những thành viên của đội bảo vệ kia đều nghe theo sai khiến của nam nghị viên. Không biết rốt cuộc là hắn có chủ ý gì. Mạc Phàm cũng lo lắng. Tính tình của chim vô vũ này hung tàn. Đến ngay cả điều vương cũng đều bị phản phệ. Lỡ như mất đi khống chế hậu quả khó mà lường trước, đi thôi, chúng ta đi tìm nam nghị viên hỏi cho rõ ràng. Bên trong đảo hoang, một con chim vô vũ bay lên trên cao, một tên cưỡi trên lưng nó. Tên này là tên nghị viên Nam Khoan hắn cười phá lên ha 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 một tên vui vẻ nói thuần hóa thành công rồi sao hai mươi năm rồi hai mươi năm rồi bây giờ cuối cùng cũng đã thành công rồi nam khoan cười không nhặt được mồm ha ha chim vô vũ có được hai bầu trời dừng chân ai cần thiên ưng gì nữa chứ tên quân pháp sư đứng gần đó giơ ngón tay cái tán thưởng nam nghị viên ngài đúng là có tầm nhìn xa đợi sau khi chim vô vũ thay thế thiên ưng cả thành ban đều sẽ cúi đầu trước ngài những người của đính thành cứ đợi hối hận đi nam khoan hỏi bọn kia chim vô vũ khác thế nào rồi một tên thông báo nam nghị viên yên tâm chỉ cần cho tôi chút thời gian tôi có thể đem bọn nó cùng nhau đột nhiên trên bầu trời đám chim vô vũ kéo tới mỗi lúc một đông nhìn cái số lượng khổng lồ che kín cả một vùng mấy đứa hét lên xảy ra chuyện gì vậy một tên thông báo không hay thuốc tê bắt đầu mất hiệu quả rồi nam khoan tức giận nói phế vật không phải nói bọn nó ngày mai mới tỉnh lại hay sao tên kia giải thích đây có thể là do liều lượng của thuốc tê bị loãng đi cho nên nhìn số lượng chim vô vũ bay đến một tên quân pháp sư sợ hãi nói nam nghị viên bọn nó hướng về bên này rồi chúng ta phải làm sao bây giờ nam khoan đáp lại còn cần phải hỏi sao nhanh đi tổ chức đội ngũ tên quân pháp sư nhận lệnh rõ tôi lập tức sẽ thông báo đội bảo vệ đóng quân ở thành hồng lai cảnh giác nam khoan tức giận quát quay lại nhiều chim vô vũ như vậy có giữ được hay không để đội bảo vệ tập hợp ở bên kho của thành phố đem mỏ bạc trong kho của tôi chuyển đi hết. Tên quân pháp sư kia giật mình hỏi. Hả, nhưng mà trong thành nhiều người như vậy. Nam Khoan tức giận nói. Đã vào lúc này rồi, ai còn quản bọn họ làm gì? Lúc này, Mạc Phàm đang dẫn quân đoàn ma sói nhà mình chở theo đồng bọn chạy đến. Linh Linh nhìn lên trời rồi hỏi. Nhìn kìa, đó không phải là chim vô vũ sao? Bọn nó đều đã tỉnh lại rồi. Lúc này, cả thung lũng đã bị làm náo động. Đường Nguyệt tức giận nói. Nam nghị viên rốt cuộc đang làm cái gì vậy? sao đến ngay cả người phòng ngự cũng không có trong thành còn có nhiều người như vậy đây là không xem tính mạng bọn họ ra gì sao mạc phàm liền nói lớn với cả bọn tình hình khẩn cấp chúng ta chia nhau ra hành động cô đường nguyệt cô và mục bạch bọn họ đem người ở trong thành di chuyển đến nơi tị nạn được cứ giao cho chúng tôi mạc phàm nói với thằng ban lão triệu đi thôi hai người chúng ta giết qua đó đừng để bọn nó vào thành bạch sắc cự lang hú lên một tiếng triệu mãn duyên la lên hà chờ đã, dừng lại một chút. Sao tôi lại đi với cậu nữa vậy? Không nghe tôi nói chuyện sao? Thế nhưng, Mạc Phạm hoàn toàn phớt lời. Sau đó, hai thằng cùng nhau đi đón đầu đám chim vô vũ. Nhìn số lượng khủng khiếp này, Triệu Mãn Duyên than thở. Chỉ có hai người chúng ta thật sự có thể chặn được bọn nó sao? Mạc Phạm tức giận nói. Bất phí lời, có thể chặn được một lúc thì chặn. Sau đó, hắn dùng một chiêu, liệt đàm, đằng dao, từ dưới đất, một con rồng lửa phóng thẳng lên trời. Nó lao thẳng vào đội hình của đám chim vô vũ thế nhưng chẳng có con chim vô vũ nào biến thành chim quay cả. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy mà ngu mẹ nó người. Ngọn lửa mạnh của Mạc Phàm mạnh như vậy đều vô dụng. Thấy bọn chim vô vũ lao tới, Triệu Mãn Duyên liền thi triển chiêu thức cao giải thủy hệ. Thủy Hoa Thiên Mạc. Một kết giới hiện lên chắn trước mặt Mạc Phàm, ngăn bọn chim vô vũ lao đến. Mạc Phàm nói với thằng bạn: "Lão Triệu cậu phối hợp với tôi sử dụng ma pháp hệ thổ." Triệu Mãn Duyên kinh ngạc hỏi: "Hệ thổ, cậu chắc chứ? Bọn nó đều đang ở trong không trung đấy." Mạc Phàm nhắc nhở: đừng phí lời, cậu vẫn không tin tôi sao. Triệu mãn duyên cũng đành chịu với cái thằng này. Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi. Sau đó, hắn dùng một chiêu, địa ba, lên, một đống đất đá đã rực hất lên trời. Mạc Phàm thấy thế cũng phối hợp thi triển. Nham Sa đột tập. Đám đất đá của Triệu Mãn Duyên đưa lên đã được Mạc Phàm biến thành cá mập đất. Cá mập đất cắn cổ con chim vô vũ kéo xuống. Triệu Mãn Duyên khen ngợi. Chiêu này của cậu cũng được đấy chứ. Luyện thế nào vậy? Mạc Phàm nhớ đến chiêu cá voi đất của tên kia rồi nói. Cái này là học từ thầy thực tập Fanny. Nhưng mà hệ thổ của tôi quá yếu. Không có cách nào giống như anh ta đổi ra nham kình. Những nham sa này đủ rồi, ít nhất có thể chặn được tập kích của bọn nó. Lần này cậu có thể yên tâm to gan mà tấn công vào rồi. Triệu mãn duyên ngạc nhiên hỏi. Dùng hệ lôi sao? Mạc Phàm liền nói. Đương nhiên, sớm đã chuẩn bị xong rồi. Sau đó, S hắn dùng lôi ấn để tấn công. Những luồng lôi điện tím đen cứ thế đánh xuống. ầm ầm ầm. Mấy con chim vô vũ lần này đã bị đánh cho bốc khói, rơi xuống như diều đứt dây. Triệu Mãn Duyên khen ngợi, giết hay lắm. Quả nhiên vẫn là hệ lôi của cậu bá đạo nhất. Nhưng Mạc Phàm lại nhắc nhở, đừng vui mừng quá sớm. Bọn nó vẫn còn rất nhiều đấy. Sau đó, Mạc Phàm lại đánh ra một chiêu. Hoang lôi chi ngấn, bạo quân chế tải. Lôi điện màu tím đen đánh xuống từ những đám mây cứ như thể những cơn mưa. Lần này, đám chim vô vũ bị đánh cho tan nát. Sau đó, tàn hồn, tàn phách của bọn này đã bị tiểu nê thu hút lại. Mạc Phàm cười thầm. Ha ha, chiến đấu như vậy mới sướng chứ. Thế nhưng chưa vui mừng được bao lâu, lại có một đàn chim vô vũ kéo tới. Triệu Mãn Duyên lo lắng hỏi, sao lại đến nữa rồi? Bọn nó thật sự là quá nhiều không thể giết hết được. Mạc Phàm nhìn lên hỏi, ủa, cậu xem kìa. Bọn nó hình như biết được sự lợi hại của chúng ta nên không dám lại gần. Cơ mà Triệu Mãn Duyên lại nói, không hay, lần này bọn nó có lẽ sẽ đi vòng chỗ này rồi bay vào trong thành. Bên trong vọng quy trấn, đám chim vô vũ đã tràn ngập bầu trời dân chúng đã chạy toán loạn hết cả quái vật đến rồi cứu mạng cứu mạng có người không cẩn thận ngã xuống kêu ré lên à nhưng mục bạch đã kéo hắn ta dậy và nói đừng sợ anh hãy nhanh đi đến nơi tị nạn ở trong lòng đất trốn đi tên kia đần mặt ra nói ở đây làm gì có nơi tị nạn mục bạch ngơ ngác hỏi không phải mỗi một thành phố đều sẽ chuẩn bị nơi tị nạn sao sao không có được chứ tên kia giải thích ở đây căn bản không có xây dựng qua nghị viên sẽ không bỏ tiền xây dựng những thiết bị này đâu đường nguyệt nhắc nhở nam nghị viên đều không suy nghĩ qua an nguy của bách tính lúc này đám dân chúng ôm đầu than thở bọn nó đến rồi cứu mạng tôi không muốn chết đâu mục bạch với đường nguyệt vội vàng thi triển ma pháp cao dai để ngăn quái vật băng phong linh cữu thiên diễm táng lễ băng với lửa tạm thời cản được một số chim vô vũ nhưng số khác đã lao vào tấn công người dân mục bạch tức giận nói đáng ghét cái tên nam nghị viên đáng chết nhất khắp nơi dân chúng đang bị quái vật tấn công những tiếng la hét thảm thiết vang lên a a a Hu hu hu, cứu mạng. Ai có thể cứu chúng ta? Đột nhiên, trên bầu trời có luồng ánh sáng vàng truyền tới. Mạc Phàm ngẩn người ra nghĩ, ánh sáng kia là? Rất nhanh, hắn đã nhận ra, đó là con bướm chúa nhà Du Sư Sư. Mạc Phàm reo lên, "Tiểu Nguyệt Nga Hoàng!" Sau đó, hai con to xác bay đến gần làm Mạc Phàm nhìn rõ hơn. Phía dưới còn có con chim vô vũ là chim không lông tà tinh nữa. Tà tinh bay lượn một vòng, chặn đầu cái đám kia lại. Tà tinh hét lên một tiếng thật to bọn kia thấy quân chủ nhà mình đi đến lập tức dừng lại mặc phàm reo lên tà tinh cũng đến sao tốt quá rồi xem ra nó đã hồi phục đến trạng thái toàn thịnh rồi triệu mãn duyên thở hắt ra một câu thế không phải những con chim vô vũ kia ở trước mặt của nó không dám ngang ngược rồi sao lần này thành phố được cứu rồi bên nà tà tinh đang hú hét ầm ĩ bọn chim vô vũ còn lại bắt đầu xếp hình lại thành đội hình sau đó bay theo hướng mà tà tinh dẫn dắt triệu mãn duyên ngạc nhiên hỏi ủa bọn nó đi đâu vậy Mạc Phàm đề nghị, đi, chúng ta đi theo xem thử. Thế là taxi chiến trường được đem ra chở hai thằng kia. Bên này, Nam Khoan đang thúc giục thuộc hạ chuyển tiền từ nhà kho lên xe, nhanh lên, lấp đầy xe rồi lái đi. Đột nhiên, một tên quân pháp sư chạy vào báo cáo báo mèo. Nam nghị viên, không hay rồi. Bọn nó đi về hướng của chúng ta. Lúc này, đã có một số thuộc hạ bị bọn chim vô vũ làm thịt. Nam Khoan nhìn lên thì thấy. điểu vương tà tinh. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Tà tinh chừng mắt nhìn Nam Khoan, Nam Khoan sợ quá hò thét thuộc hạ. Còn dưỡng ra đó làm gì nữa? Nhanh qua đây bảo vệ cho ta. Mấy tên quân Pháp Sư ngơ ngác đứng nhìn. Mục Bạch lớn tiếng nói. Bọn nó là sông về hướng của Nam Nghị Viên. Tôi khuyên người không liên quan nhanh chóng rời khỏi đây. Đừng vì loại người như hắn mà bỏ tính mạng vào đó. Lúc này, Nam Khoan hét lên. Tôi đã cho các người tiền rồi đấy, một đám khốn kiếp. Đám quân Pháp Sư đứng im lặng không nói gì. Nam Khoan cười phá lên. Ha ha, đừng quên rằng ai đã sáng tạo ra mày đấy mày nên cảm ơn tao nghe. Theo mệnh lệnh của ta mới đúng. Thế nhưng con tà tinh đã nổi điên lên. Thế là nó lao vào cắn xé tên nam khoa này. Mạc Phàm vừa đi đến nơi thì tà tinh đã đánh chén xong xuôi. Mạc Phàm thầm nghĩ, rơi vào kết cục như thế cũng là đáng đời hắn. Tà tinh lúc này vẫn còn đang hăng máu. Triệu Mãn Duyên lo lắng hỏi, "Mạc Phàm, lệ khí trên người của tà tinh sẽ không đại khai sát rời chứ?" Mạc Phàm nhìn lên con bướm to bự rồi nói, "Yên tâm, có tiểu nguyệt nga hoàng ở đó mà." Thấy nguyệt nga hoàng bay về phía mình, mạc phàm liền hỏi sao vậy ý ngươi nói sau này tà tinh dự định đưa những chim vô vũ này đi bạch lĩnh sao mặc dù nói bạch lĩnh rất lớn còn thích hợp hơn đảo húc để chim vô vũ sinh tồn nhưng lỡ như chim vô vũ lại làm loạn thì sao tà tinh lúc này gầm lên một tiếng mạc phàm đứng im một chỗ không nói gì mạc phàm thấy hai con to xác đã quyết thế thì liền nói được rồi được rồi thế thì ngươi phải đồng ý với ta trông chừng những con chim vô vũ này đấy tiểu nguyệt nga hoàng ngươi tiễn nó một đoạn đi tà tinh có lẽ không biết đường đi bạch lĩnh đâu Triệu Mãn Duyên ngạc nhiên hỏi: "Đã nói là giáo huấn đâu, sao cậu lại để nó đi rồi?" Mạc Phàm trả lời: "Tôi không thể cưỡng ép giữ nó lại ở bên cạnh được, mặc dù đáng tiếc, nhưng nó cần phải có thiên địa rộng hơn." Cuối cùng, bình minh đã ló dạng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Bên chỗ nhà kho chỉ còn lại những mảnh xác thịt vương vãi của Nam Khoan. Mạc Phàm ngáp ngắn ngáp dài: "Oa wow, oa, wow, dây vo cả một buổi tối, cuối cùng cũng đã xử lý được tên khốn kiếp Nam Nghị Viên kia." Triệu Mãn Duyên hỏi: bây giờ có thể quay về được chưa? Tôi còn phải bế quan tu luyện nữa. Lực đồ đằng trước đây hấp thu đủ để tôi xung kích siêu dai rồi. Đường Nguyệt nói với cả bọn. Mọi người về trước đi, tôi còn phải tiến hành một vài công việc kết thúc. Thẩm phán trưởng Chu Khởi và những người có liên quan khác đều sẽ bị xử lý. Mục Bạch ngoan ngoãn trả lời. Vâng, cô Đường Nguyệt, vậy tụi em đi trước đây. Đường Nguyệt gật đầu xác nhận. Thấy Mạc Phàm còn đang ngơ ngác. Mục Bạch liền hỏi. Mạc Phàm, cậu có về Phàm Tuyết Sơn cùng không? Mạc Phàm trả lời không đâu tôi chuẩn bị đi về học phủ minh châu tiếp tục nghiên cứu ma pháp mới triệu mãn duyên nhận định nhìn bộ dạng không tập trung của cậu ta trong lòng vẫn không buông bỏ tà tinh mục bạch lại nói thôi bỏ đi để cậu ta yên tĩnh một chút sau đó mạc phàm về sân huấn luyện ở học phủ minh châu hắn ngồi tĩnh tâm tu luyện một hồi sau khi mở mắt ra thấy điện thoại rung ầm ĩ mạc phàm liền hỏi ủa sao lại nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy thế là hắn boc máy lên gọi kiều kiều sao vậy mục nô kiều lo lắng hỏi mạc phàm cuối cùng đã liên hệ được với anh rồi bên chỗ cậu không xảy ra chuyện gì chứ mạc phàm trả lời không sao tôi vẫn luôn ở sân huấn luyện mục nô kiều vui vẻ nói thế thì tốt anh tạm thời đừng quay về khu trung cư nữa mạc phàm giật mình hỏi hả tại sao mục nô kiều trả lời viện trưởng tiêu vừa nãy nói với tôi khu trung cư đã bị người khác thi triển thuật vong linh có thể là nhắm vào anh hơn nữa thứ đó còn xông vào học phủ minh châu bị giáo sư học viện phát giác thì đã bỏ trốn rồi. mạc phàm ngạc nhiên hỏi thuật vong linh tại sao lại nhắm vào tôi chứ mục nô kiều đáp lại cũng không biết rõ nữa chỉ là nếu như nói nhắm vào anh vậy thì một lần không được sẽ có lần hai tóm lại khoảng thời gian này anh cẩn thận thêm một chút ở trong học viện còn có thể an toàn hơn một chút mạc phàm tán thành được tôi biết rồi vậy cô và ngải đồ đồ cũng chú ý an toàn mạc phàm cúc máy rồi hỏi vong linh sao rốt cuộc là tên nào chứ đột nhiên chuông điện thoại reo lên mạc phàm liền hỏi ủa xảy ra chuyện gì vậy hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác thế là hắn gọi điện alo mục bạch sau đó hắn giận tím mặt hỏi cái gì lại là thuật phong linh các cậu không sao chứ mục bạch trả lời yên tâm không sao may mà có bora ở đây mấy thứ không sạch sẽ đó bị anh ta hút hết rồi hiện tại cũng chỉ phát hiện ở trong phòng của tôi mục đại tiểu thư bên đó rất an toàn mạc phàm thở dài nói mấy người không sao là được rồi mục bạch nói tiếp tôi đã thông báo với người khác rồi để mọi người giữ cảnh giác mặc dù tạm thời đã an toàn nhưng tôi vẫn có hơi lo lắng không biết phía sau là ai đã động tay chân mạc phàm tức giận nói lại dám ra tay với người ở bên cạnh tôi hơn nữa còn là ở địa bàn của phàm tuyết sơn không được cậu đợi tôi quay về sau đó mạc phàm lên máy bay đi về thành phố phi điểu tiếp viên thông báo thưa các quý bà và quý ông máy bay của chúng ta đã rời khỏi Sibo và đi về thành phố Phi Điểu. Mạc Phàm ngồi bên cạnh Linh Linh than thở. Mưa này cũng lớn quá rồi. Chuyến bay bị delay 3 tiếng đồng hồ. Nếu sớm biết như vậy tôi đã không ngồi máy bay rồi. Linh Linh giải thích. Bây giờ đang là mùa hè, là mùa thường xuất hiện các cơn bão nhiệt đới trên biển. Lúc này, máy bay đang tăng độ cao. Nó xuyên qua những đám mây. Mạc Phàm than thở. Mưa nhiều cũng là chuyện bình thường thôi. Mưa cùng phong này đúng là đáng sợ thật. Linh Linh nhắc nhở điều đáng sợ hơn là trận mưa này sẽ liên tục mặt biển sẽ tiếp tục dâng lên đến lúc đó hải yêu xâm nhập đại chiến nhớ đến hết sức căng thẳng ba ngày sau trời vẫn tiếp tục mưa mạc phàm ngồi than thở hai đã mưa ba ngày ba đêm rồi sao vẫn chưa chịu dừng lại lúc này mục bạch che dù đi đến hắn nói với mạc phàm mạc phàm tôi phải ra ngoài một chuyến mạc phàm ngạc nhiên hỏi bây giờ sao rất gấp à chúng ta vẫn chưa tìm thấy tên sử dụng thuật phong linh kia bây giờ tự ý rời khỏi phàm tuyết sơn tôi sợ sẽ phải gặp chuyện gì bất chắc mục bạch than thở hết cách rồi từ khi làm người đứng đầu của nam dược pháp sư đoàn rất nhiều lúc đều không thể quyết định được gần đây liên tục mưa lớn gây ra mực nước tăng lên đảo ly bị ngập cứu viện vô cùng cấp bách mạc phàm liền nói nếu đã như vậy thế thì tôi sẽ đi cùng với cậu gọi tưởng thiếu như bọn họ đi cùng mục bạch tán thành cũng tốt có các người ở đó lòng tôi cũng an tâm nhưng mà bây giờ chuyến bay đều dừng hết không biết lúc nào mới có thể hồi phục lại. Lú này, trương tiểu hầu đi đến gọi phàm ca. A, à, mục bạch cũng ở đây sao? mạc phàm ngạc nhiên hỏi. hầu tử, sao cậu đến đây rồi? trương tiểu hầu giải thích. chúng tôi nhận được lệnh điều khiển ở khu vực bạch lĩnh vệ và khu vực hồng lĩnh vệ, cần đi đến đảo ly để chấp hành nhiệm vụ. sau đó trên đường đi gặp phải khí lưu mạnh, máy bay hạ cánh ở thành phố phi điểu. tôi thấy máy bay nhất thời có lẽ cũng bay không được, nên đã chạy qua đây tìm anh. mạc phàm ngạc nhiên hỏi. Sao đến ngay cả đội bảo vệ của Bạch Lĩnh các người mà cũng phải xuất động vậy? Bên đó không phải tình hình cũng rất nghiêm trọng đấy chứ?" Trương Tiểu Hầu gãi đầu nói. "Bởi vì thật sự không điều động được người nữa. Duyên Hải có rất nhiều thành phố bật lên cảnh giác màu xanh rồi. Đội bảo vệ của các nơi nơi đều có nhiệm vụ bên mình. Chúng tôi cũng xem như là nhàn rỗi lắm rồi. Nói đến đây, Phạm ca tôi vẫn cảm ơn anh." Mạc Phạm ngạc nhiên hỏi. "Hửm, cảm ơn cái gì?" Trương Tiểu Hầu giải thích. "Khoảng thời gian trước đây, không phải anh để Tiểu Nguyệt Nga hoàng đưa những con chim vô vũ đến bạch lĩnh hay sao Vốn dĩ chúng tôi đang còn phát sầu vì tộc của ma ưng ngân sắc hung chủ mặc dù không giành được vị trí vũ hoàng nhưng tụ tập rất nhiều vũ yêu gây sóng gió ở bạch lĩnh kết quả những con chim vô vũ đó vừa mới đến thì đã đánh nhau với bọn nó giúp chúng tôi làm giảm được không ít áp lực mặc phàm ngoác miệng ra cười ha ha vậy xem ra tà tinh sống khá tốt ở bạch lĩnh biết nó không sao thì tôi yên tâm hầu tử đợi lát nữa tiện thể đưa chúng tôi đi một đoạn nhé trương tiểu hầu ngạc nhiên hỏi hà mọi người đang muốn ra ngoài sao nhưng mà mưa lớn gió lớn này mọi người là muốn mục bạch giải thích chúng tôi cũng phải đi đến đảo ly để chấp hành nhiệm vụ cứu viện hãng bay đều đã dừng gần hết rồi đang còn giàu làm thế nào để qua đó trương tiểu hầu đáp lại đúng là trùng hợp thật vậy chúng ta hãy đi cùng nhau thế rồi cả đám cùng nhau lên máy bay quân sự bay được một lúc trương tiểu hầu thông báo phàm ca chúng ta đã đến bầu trời của đảo ly rồi nhưng mà sân bay đều đã bị ngập chúng ta không thể hạ cánh chỉ có thể nhảy xuống thôi bạch hồng phi sợ tái mặt hỏi nhảy xuống sao không phải chứ vừa mới lên đã kích thích như vậy rồi nếu sớm biết thì đã không theo cô giáo qua đây rồi trương tiểu hầu đeo dù lên lưng trục kính bảo vệ xuống rồi nói mọi người hãy cầm theo dù nhảy người không có rực ma cụ và ma pháp loại nổi trên không thì phải vô cùng cẩn thận tôi nhảy trước những người khác hãy theo sau tôi cả đám ngoan ngoãn nghe lời thế rồi trương tiểu hầu bước ra cửa rồi nhảy xuống một đám nhảy theo sau mặc phàm nhìn xuống bầu trời hắn hỏi thay cho mình. Linh Linh, có sợ không? Đây là độ cao một vạn năm nghìn mét đấy. Linh Linh thản nhiên nói. Tôi không sợ đâu. Anh nhanh lên một chút, người khác đều nhảy xuống dưới rồi. Mạc Phàm cứ thế cắm đầu nhảy xuống. Tốc độ hắn nhanh chóng tăng lên. Mạc Phàm quan sát xung quanh rồi nói. Khắp nơi đều là nước, một hòn đảo đang yên đang lành lại bị ngập thành như vậy. Linh Linh nhắc nhở. Còn dưỡng ra đó làm gì nữa, kéo rủ. Mạc Phàm la lên. Nguy rồi, quên mất thế là hắn dùng độn ảnh bay ngược lên trên tốc độ rơi giảm xuống nhưng cả hai đứa vẫn cắm đầu xuống nước linh linh hét lên Mạc phàm tên ngốc nghếch này sau khi lên khỏi mặt nước linh linh liên tục hắt xì Mạc phàm dùng hỏa diễm sưởi ấm cho linh linh rồi nói nhanh thôi cô đừng để bị bệnh đấy mặc áo mưa vào linh linh giận dỗi nói đây còn không phải là vì anh sao Mạc phàm cười nham nhở sai sót sai sót lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó mà không thành thạo linh linh liền hỏi những người khác đâu rồi mặc phàm trả lời không nhìn thấy có thể vị trí bọn họ rơi xuống cách chúng ta khá xa đột nhiên có tiếng hét lên có người kêu cứu viện đi qua đó xem thử thế là mặc phàm nhìn thấy một đám người ở bên đó một tên trong đám người nói tôi nhìn thấy hải yêu rồi mấy đứa hoảng hồn la lên hải yêu lại đi vào thành phố rồi chúng ta sẽ chết thôi một nữ nhân mặc áo mưa trấn an mọi người đừng hoang mang càng vào lúc này thì càng phải bình tĩnh tôi là pháp sư cứu viện của hiệp hội ma pháp vùng biển phía đông các người nhìn thấy hải yêu ở đâu tên kia chỉ xuống nước rồi nói chính là ở đó nữ nhân đáp lại cậu đứng xa một chút sau đó nữ nhân đi ra một góc rồi nhìn xuống nước cô ta đứng trầm mọc một hồi sau đó một cái vòng xoáy hiện ra rồi một con quái vật màu xanh có càng to giống càng cua xuất hiện mạc phàm nhận ra con này là hải yêu cự kiềm linh linh cô ở đây đợi tôi tôi đi giúp đỡ thế nhưng linh linh đã ngăn con chó điên này lại chờ đã mặc phàm ngạc nhiên hỏi sao vậy yêu thú cấp bậc này tôi một chiêu có thể giết chết linh linh nhắc nhở có pháp sư có thể đối phó anh không cần phải ra tay chúng ta vẫn không hiểu về hải yêu bây giờ quan trọng nhất là thu thập tin tức mà không phải chiến đấu bên này nữ pháp sư của hội ma pháp đã nhảu ra đánh nhau với con hải yêu cự kiềm con này vung càng ra bổ nhát nhưng nữ pháp sư kia đã né được sau đó cô ta phi thân lên một cái bảng chỉ đường rồi ngồi trên nó rồi tiếp tục trầm mặc nhìn xuống phía bên dưới sau đó cứ đứng im trên đó mà không động thủ linh linh nói với mạc phàm sức mạnh gấp ba lần yêu thú kiểu man lực dưới tình huống có nước có thể tăng tốc tiềm ẩn mạc phàm than thở không ngờ nó còn có năng lực đánh như vậy lucna con hải yêu cự kiềm đã xông đến chỗ nữ pháp sư kia cô ta đánh ra một chiêu băng xuyên phi sách hàng loạt mũi lao móc đâm vào người con này con hải yêu cự kiếm ộc ra một đống máu xanh mấy người dân la lên xem đi hải yêu chết rồi tốt quá chúng ta được cứu rồi nữ pháp sư lại tiếp tục dùng chiêu băng xuyên phi sách một cây cầu bằng sợi xích băng phóng sang tòa nhà bên kia nữ pháp sư nói với cả đám mọi người nghe tôi nói ở đây không an toàn vẫn nên tranh thủ thời gian đổi phương hướng khác để tị nạn thôi trong cái cửa hàng kia có lẽ còn có thực phẩm quần áo và thuốc thế rồi đám dân chúng bắt đầu leo qua bên kia một thanh niên đi đến ngạc nhiên hỏi chị chị không đi cùng bọn em sao nữ pháp sư kia trả lời không tiếp theo chị phải đến công viên giang thủy để tập hợp với người của nam dược pháp sư đoàn chúng tôi còn có nhiệm vụ khác một nữ sinh lên tiếng hỏi chị muốn đi công viên giang thủy sao em muốn đi cùng nhà của em ở gần công viên giang thủy mẹ em không nhìn thấy bất cứ thứ gì một mình mẹ ở nhà em thật sự rất lo lắng tên kia cầu cạnh chị hãy giúp cô ấy đi nữ pháp sư gật đầu đồng ý cái này được thôi bên này linh linh nhận định thực lực mặc dù chỉ là cấp nô bộc nhưng còn khó đối phó hơn so với yêu thú trên lục địa lúc này mạc phàm kêu lên hửng hầu tử gửi tin nhắn đến rồi linh linh chúng ta đi thôi có thể tập hợp với bọn họ rồi sau đó mạc phàm cùng với linh linh kéo đến khách sạn hỉ đăng mạc phàm nhìn lên rồi cảm thán vị trí mà hầu tử gửi chính là ở đây cao thật linh linh ngạc nhiên hỏi nhiều người thế đều đến đây tị nạn sao trương tiểu hầu bọn họ đâu rồi mạc phàm trả lời nói là bọn họ đang còn mở hội nghị chiến đấu phía trên thế rồi mạc phàm đi lên thang máy rồi nói đến rồi sau đó Mạc Phàm cùng Linh Linh đi vào. Nhìn thấy Mục Bạch và Trương Tiểu Hầu, Mạc Phàm thầm nghĩ, Hầu tử và Nam trà xanh đều ở đây. Một người đội mũ lên tiếng, "Tôi đại diện hiệp hội ma pháp của vùng biển phía đông, bày tỏ cảm ơn các vị từ xa đến đây cứu viện. Bên chỗ chúng tôi đã chuẩn bị xong, phải hoàn thành di chuyển tất cả những người bị nhốt trong 8 tiếng. Các vị hãy nhìn tấm bản đồ địa hình này. Đầu mối then chốt cách đảo thông về lục địa tổng cộng có 3 nơi: Hải Tầm, Hạnh Lâm, Kỳ Mỹ." Ba cây cầu lớn này có thể nói là rất quan trọng với chúng ta các dân chúng chỉ cần thông qua ba cây cầu lớn này thì có thể an toàn đạt đến khu vực nội địa. trương tiểu hầu liền hỏi vậy cần chúng tôi làm gì người kia trả lời liên minh bên biển truyền đến tin tức nói rằng đã có hải yêu xâm nhập thành phố chúng tôi hy vọng các người có thể giữ được tuyến quan trọng này quét sạch tất cả cản trở uy hiếp đến kế hoạch di chuyển một tên lên tiếng hiểu rồi vậy khu vực hồng lĩnh về chúng tôi phụ trách tuyến hải tầm mục bạch cũng nói nam dực pháp sư đoàn tuyến hạnh lâm trương tiểu hầu nhận trách nhiệm tuyến kỳ mỹ do khu vực bạch lĩnh về chúng tôi phụ trách chuyện không thể chậm trễ mọi người chia nhau ra hành động mạc phàm bên này đầy đầu dấu hỏi hầu tử bọn họ quên mình rồi sao thế là hắn hỏi thế tôi làm cái gì nữ pháp sư thẩm tinh hỏi mạc phàm cậu là thợ săn tự do nếu muốn giúp đỡ thì đi theo tôi mạc phàm nhận ra thẩm tinh là nữ pháp sư vừa nãy thẩm tinh nói với mạc phàm nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm người gặp nạn có độ khó khá cao bây giờ rất thiếu người mạc phàm gãi đầu do dự nói cái này hắn thầm nghĩ chỉ là tìm kiếm giúp đỡ không để mình đi giết hải yêu không phải là đáng tiếc sao linh linh hỏi nhỏ vào tai mạc phàm mạc phàm chúng ta đi theo không đồng thời tìm kiếm còn có thể thu thập được một vài tình báo của hải yêu tiện thể tìm luôn tưởng thiếu nhứ và bạch hồng phi mạc phàm liền đần mặt ra hỏi không phải cô nói quên hai người bọn họ đi sao cũng không biết là rơi ở đâu rồi linh linh nhắc nhở đừng lo lắng với thực lực của bọn họ có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn Thẩm Tinh hỏi Mạc Phàm: "Tôi chưa vội, các người đã suy nghĩ kỹ chưa?" Mạc Phàm trả lời: "Nghĩ xong rồi." "À à à, xin chào, nên xưng hô thế nào đây?" Thẩm Tinh trả lời: "Thẩm Tinh." Mạc Phàm chào lại: "Xin chào Thẩm Tinh." Lúc này, la bàn của Thẩm Tinh đã hiện lên chấm đỏ. Cô ta la lên: "Không hay, tình hình bên quảng trường mua sắm khẩn cấp. Chúng ta mau qua đó thôi." Thế là cả đám lập tức chạy ra bên ngoài, Thẩm Tinh dùng cây cầu băng cho cả đám chạy đi. Sau đó, ba người đã đến một cái siêu thị ở đây có mấy con giống như con đỉa mấy người dân la lên đây là quái vật kinh tởm gì vậy con quái vật lập tức nhào lên đè một người dân xuống dưới đất nó cắn vào cổ người này máu lập tức phun ra tên này hét lên cứu mạng thẩm tinh dùng một chiêu băng xuyên phi sách con quái vật đã bị kéo ra ngoài đồng thời bị thủng một lỗ trên người nhưng con này không chết nó lập tức nhảy chồm lên thẩm tịnh nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc của nó cũng hoảng sợ mặc phàm tiện tay sử dụng ma pháp hệ không gian nhiệm khống lui tán sau đó con quái vật bị ném ra ngoài mạc phàm khống chế nó rồi hỏi nhóc lô ly linh linh đó rốt cuộc là thứ gì thế sao lại giết không chết linh linh trả lời tôi cũng không biết cứu người quan trọng hơn anh hãy chặn bọn nó lại trước đi lúc này đám người bị bọn quái vật cắn cổ mỗi lúc một nhiều đoàn người la hét thảm thiết á a a mau chạy cứu mạng mạc phàm nhanh chóng sử dụng ma pháp hệ không gian hắn kéo mọi người lên bằng niệm khống thuấn tức di động Mạc Phàm than thở: "Hai, cứu người còn khó hơn giết yêu thú rất nhiều." Lúc này, Thẩm Tinh đang sắp xếp mọi người. "Mọi người bình tĩnh, rút lui trật tự. Đám quái vật gặp phải cục xương Mạc Phàm, cho nên đã rút lui xuống nước." Linh Linh hỏi Mạc Phàm: "Mạc Phàm, bây giờ đa số người đều đã di chuyển lên tầng 3 rồi. Anh hãy nhanh nghĩ cách giải quyết những con quái vật đang leo lên đi." Mạc Phàm vui vẻ nói: "Thế không phải là quá dễ sao, xem tôi đây." Thiên Diễm táng. Nhưng mà Linh Linh đã ngăn cản con chó điên này lại. "Chờ đã." ở đây còn có người bình thường đấy. Sẽ làm bọn họ bị thương. Mạc Phàm lo lắng hỏi. Thế thì phải làm sao? Bọn nó cũng phân tán như thế. Linh Linh cũng hết cách với thằng đầu đất này. Cho nên mới nói là anh nghĩ cách đi. Tốt nhất là hãy tụ tập bọn họ ở lại cùng một nơi. Đột nhiên, có tiếng hét vang lên. Mạc Phàm vội vàng chạy qua đó rồi nói. Không hay rồi, còn có người bị nhốt trong tiệm. Linh Linh chăm chú nhìn theo bước chân của Mạc Phàm. Hắn nhảy trồm trồm trên các cái lan can, đến khi nhìn vào bên trong đã thấy máu me vương vãi dưới sàn. Mạc Phàm la lên, nhiều máu quá. Nhưng đến khi nhìn lại thì thấy tên quản lý siêu thị đang dẫm đạp con quái vật. Hắn hét lên, muốn hút máu của lão từ sao? Xem ta có đè chết ngươi hay không? Từ trước đến nay đều là ta hút máu trên người của khách. Sao có thể đến lượt các ngươi đến hút của ta được chứ? Mạc Phàm đần mặt ra kêu lên, hả, cứu mạng. Anh hét lớn như vậy, tôi còn cho rằng là anh đã chết rồi. Tên kia khóc lóc cầu xin, Huynh đệ mau đến giúp tôi một tay. Tôi không dám di chuyển, sợ di chuyển một cái nó sẽ nhào lên. Mạc Phàm nhìn con quái vật bị dẫm bẹp bên dưới liền vuốt cằm suy nghĩ. Sau đó, hắn nảy ra một ý rồi nói: "Thế thì anh cũng phải giúp tôi một chuyện." Tên kia bị Mạc Phàm dùng ma pháp không gian đưa đi chơi xa rồi nói: "Huynh đệ, anh còn bảo tôi quay lại đè lên mặt gương sao? Anh tìm người khác làm mồi nhử không được sao?" Mạc Phàm đáp lại: "Có tôi ở đây, anh cứ yên tâm. Vào thời khắc nguy hiểm, chúng ta có lẽ sẽ giúp đỡ cho nhau được." tên kia lo lắng hỏi sao tôi có thể yên tâm được chứ nhìn thấy đám quái vật xông đến tên kia hét lên cứu mạng cứu mạng mặc phàm nhìn thấy liền nói bọn nó đến rồi tên quản lý siêu thiệu kia bây giờ đã bị vây trong một bầy quái vật hắn sợ đến nỗi thở không ra hơi mặt xám ngoét như cho tàn mặc phàm bên này đánh ra chiêu ý niệm vạn tiễn xuyên tâm vô số mũi tên phóng xuống làm thịt lũ quái vật kia mặc phàm càng đánh càng hăng hắn liên tục sử dụng vạn tiễn xuyên tâm số lượng quái vật bị đồ sát mỗi lúc một nhiều nhìn thấy cảnh này thẩm tinh cũng hoảng hồn diệt toàn bộ rồi hệ không gian ở trong tay của cậu ta lại có thần uy như vậy sao tên quản lý siêu thi lúc này mới dám mở mắt ra hỏi kết kết thúc rồi ư may thật không thiếu một miếng thịt nào sau đó hắn nói với mạc phàm huynh đệ bây giờ có thể thả tôi xuống được rồi chứ mạc phàm trêu ghẹo anh chắc chưa thế là thả hắn xuống gần mặt nước tên này kêu ré lên không không tôi muốn lên trên Mạc Phàm đưa tên này lên tầng trên rồi nói: "Huynh đệ, cảm ơn đã giúp đỡ." Linh Linh bên này đang gõ phím lạch cạch, con bé lẩm bẩm: "Một loài sinh vật rất giống con đỉa. Vậy gọi nó là ma đỉa đi. Rất khó đối phó, ma pháp trung giai đều không có hiệu quả gì. Phương thức công kích của bọn nó là." Mạc Phàm đi vào ngắt lời con bé. "Linh Linh, tình báo sửa xong chưa?" Linh Linh trả lời: "Sắp xong, tôi đang đem tình báo đồng bộ cho người khác xem." Nhắc nhở mọi người chú ý loài quái vật. Mạc Phàm thở dài. Hai, nên chú ý một chút. Mấy quái vật trong biển chưa bao giờ thấy lại xuất hiện rồi. Cũng không biết tiếp theo sẽ phải gặp chuyện gì. Thẩm Tinh lúc này nói với thằng kia, "Mạc Phàm, người trên quảng trường đều đang ở đây. Chúng tôi đã hộ tống cho bọn họ đến tuyến biển cách đây gần nhất." Lúc này, đám người đang nhanh chóng đi đến vị trí tập kết. Mạc Phàm nói với Loli con nhà mình, "Được, đợi Linh Linh gửi xong tin nhắn, chúng ta sẽ xuất phát." Thẩm Tinh lại dùng chiêu cũ, băng xuyên phi sách. Một cây cầu băng được kết nối từ trên tòa nhà với cây cầu đám người trong siêu thị bước lên cầu băng đi ra ngoài mạc phàm nhắc nhở mọi người hãy đi theo đừng để lạc đội linh linh lúc này đã được phi xuyên ngai lang cõng trên lung đi được một đoạn mạc phàm ngạc nhiên hỏi hử đường phía trước sau lại bị chặn rồi bên này đoàn người đang lầm lũi bước đi cô gái trẻ nhắc nhở mẹ ơi cẩn thận một chút sau đó cô gái này nhận ra thẩm tinh thế là liền chào hỏi chị lại gặp nhau rồi thẩm tinh đáp lại là mọi người tốt quá rồi tìm thấy mẹ của cô rồi sao cô gái trả lời may mà có chị nếu không tôi cũng không tìm thấy mẹ nhanh như vậy thẩm tinh ngạc nhiên hỏi phía trước đã xảy ra chuyện gì sao mọi người đều đi lùi lại vậy thanh niên kia trả lời hết cách rồi cầu bị gãy rồi không thể đi từ tuyến đường biển mạc phàm sợ tím mặt hỏi cái gì cầu bị gãy rồi sao thẩm tinh cũng hỏi dồn đã xảy ra chuyện gì nữ sinh thở dài hai chúng tôi vốn dĩ sắp qua cầu được rồi sau đó có rất nhiều người xếp hàng. Nữ sinh nói với mẹ mình, mẹ, đợi chúng ta qua cầu rồi thì sẽ an toàn. Thế nhưng, chưa kịp đi lên cầu thì mặt biển đột nhiên phát sinh sóng dữ. Một con quái vật to lớn hiện ra. Nó với con nào đấy hai con đánh nhau. Kết quả chấn động của vụ nện nhau làm cho cây cầu đổ gãy. Đúng lúc đó thì có một vị quân pháp sư đi tới. Ông ta thi triển ma pháp quang hệ để tạo kết giới bảo vệ mọi người. Quang hộ, thánh độ. Sau đó, ông ta nói với mọi người. Trước tiên đưa người đến nơi an toàn. Động tác nhanh lên, nữ sinh kể tiếp dưới sự bảo vệ của đội bảo vệ mọi người đã được bình an vô sự nhưng con quái vật đó lại trốn ở dưới nước không thấy đâu mặc phàm than thở lần này thì phiền phức rồi vậy bây giờ chỉ có thể đi đường vòng qua hai cây cầu thì có kịp không nữ sinh trả lời có lẽ là kịp nhưng mà thời gian vô cùng cấp bách chỉ sợ con quái vật đó có ý đồ nếu như nó lại làm cầu đứt thêm lần nữa mặc phàm trầm mặc suy nghĩ một hồi nhưng một thanh niên lại nói mọi người đừng lo lắng Hiệp hội ma pháp không phải đã tăng cường phòng bị rồi sao? Hơn nữa còn có nhiều pháp sư siêu giai ở đây như vậy." Mạc Phàm thở dài. "Hy vọng là như vậy là." Nhưng chưa nói xong thì có phái sáng màu tím bắn lên trời. Mạc Phàm giật mình hỏi. "Tín hiệu cầu cứu?" Thẩm Tinh hốt hoảng nói. "Bên kia cần chúng ta chi viện." Thẩm Tinh đề nghị với thằng kia. "Mạc Phàm, chúng ta đi thôi." Mạc Phàm lo lắng nhìn đoàn người phía sau rồi hỏi. "Vậy bọn họ?" Linh Linh cưỡi trên lưng phi xuyên ngay lang thông báo. "Cứ giao lại cho tôi." mọi người đi trước đi tôi đưa bọn họ đi tới nơi rồi tập hợp với các người được rồi linh linh bản thân cô cũng cẩn thận một chút mặc phàm dặn dò chó ngoan nhà mình lão lang may cũng trông chừng một chút phi xuyên ngai lang kêu lên một cái à hú lúc này thẩm tinh với mặc phàm hai đứa cùng nhau đi lên trên nóc nhà thẩm tinh nhận định tín hiệu là phát ra từ phương hướng kia bên này có một đám pháp sư đang nện nhau với một con quái vật bằng chiêu bạo lãng thế nhưng con quái vật kia hùng hổ xông đến đội hình của đám pháp sư đã bị hất văng ra sau đó con này vung đuôi hất một phát một tên đã bị đánh bay xa hàng trăm mét than thể hắn đập vào trong tòa nhà thẩm tinh nhận ra tên này vội vàng vừa chạy vừa gọi trương sư huynh mặc phàm với thẩm tinh hai người cùng nhau nhảy qua các cửa sổ tên kia nhìn thấy có người đi vào thì nói thẩm tinh cụ cụ tôi không sao thẩm tinh lo lắng gọi trương sư huynh anh đừng cố gắng nữa chúng tôi sẽ giúp anh đối phó với nó trương sư huynh liền nói không mọi người không cần phải quản tên đó là đại thống lĩnh những người như chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ chân nó. Cô hãy nhanh đem tình hình ở đây nói với trưởng lão. Bảo bọn họ phái pháp sư siêu giai đến đây để cứu viện. Khụ, chuyện khẩn cấp nhất định phải nhanh lên. Mạc Phàm nhìn ra rồi nói. Không cần thiết phải phiền phức như vậy đâu. Không phải chỉ là liệt yêu màu đỏ thôi sao. Tôi sẽ trực tiếp chém chết bọn nó là xong chuyện. Áo mưa cứ để lại mà dùng. Nói rồi hắn phóng thẳng ra ngoài. Tên họ trương liền ngăn cản. Người trẻ đợi một chút, đây chính là đi tìm cái chết đấy. Thế nhưng thẩm tinh lại nói sư huynh để cậu ta đi đi thực lực của cậu ta sẽ khiến cho anh có cái nhìn khác hơn ấy lúc này con liệt yêu đang gầm gừ với đám pháp sư vây quanh con này đã phát hiện ra có một đám người đang đứng trên nó tòa nhà liệt yêu nhanh chóng di chuyển về phía có nhiều người bọn pháp sư la lên mau né đi thế nhưng một chiêu liệt quyền đã đánh ra con xích sắc liệt yêu đã bị đánh bay một phát dính vào tường con này lồng cồn bò lên nó tức giận khè khè mặc phàm mấy cái mặc phàm đương nhiên là không xem con tôm tép này ra gì một tên hô lên tiền bối cẩn thận màu đỏ của nó một kích sẽ nhắm chuẩn vào chỗ hiểm đấy một tên hét lên ông đã từng đấy tuổi rồi sao còn gọi người ta là tiền bối chứ lúc này con xích sắc liệt yêu lại gầm lên một tiếng nó dùng cặp móng vuốt sắc nhọn của mình lao ra muốn cào vào mặt mạc phàm mạc phàm chờ nó tới gần rồi thi triển ra thuấn tức di động lập tức con xích sắc liệt yêu đã bị vồ hụt con này ngơ ngác vì không biết mạc phàm đang ở đâu mạc phàm lúc này xuất hiện ở đằng sau con xích sắc liệt yêu hắn sử dụng ma pháp hệ hỗn độn thứ tự chi biến nghịch đảo trọng lực hai tay mạc phàm đưa lên con xích sắc liệt yêu đã bị ném tít lên tận trời xanh thế này muốn rơi xuống thì phải không biết đến ngày tháng năm nào mạc phàm hỏi mấy tên pháp sư kia dân thường ở xung quanh đều đã tản ra hết rồi chứ tên kia vui vẻ trả lời xong hết rồi xong hết rồi mấy ký hiệu đó là biểu thị toàn bộ người đã di chuyển rồi tiền bối hãy yên tâm chiến đấu đi mạc phàm vui vẻ nói ha ha được thế thì tôi sẽ không khách khí nữa đâu lucna mạc phàm đánh ra một chiêu thương lôi chảo hai cái bàn tay bằng lôi điện tím đen tóm lấy con xích sắc liệt yêu sau đó vặn một cái tiếng xương gãy vụn vang lên mấy tên pháp sư ở gần đó há mùng trợn mắt nhìn lên sau đó lại nhìn xuống con xích sắc liệt yêu rơi xuống mấy tên hoảng hồn la lên cái gì chết rồi sao mạc phàm bên này tức giận đạp lên xác con xích sắc liệt yêu này quát lần trước đồng bào của người dù sao còn nổ ra tinh phách thống lĩnh sao ngươi không có cái gì vậy hả tên kia liền nói tiền bối xương trên người của nó mặc dù đã bị nát rồi nhưng nếu như ghép lại còn có một vài giá trị mặc phàm vỗ vai lão này rồi nói bỏ đi để lại cho ông đấy mấy tên cung kính thầm nghĩ đúng là hào phóng thật sớm biết chúng tôi đã gọi thêm mấy tiếng tiền bối rồi đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối đột nhiên có một bàn chân sói to đùng xuất hiện tên béo giật mình la lên hửm còn có yêu ma phi xuyên ngai lang tức giận chửi lại ma cái thằng cha mày mặc phàm trấn an đừng sợ đó là triệu hoán thú và cộng sự của tôi mấy đứa thẩm nghĩ tên này triệu hoán thú còn mạnh hơn rất nhiều so với đại thống lĩnh mạc phàm xoa đầu chó ngoan rồi hỏi linh linh về rất đúng lúc bên chỗ của tôi cũng vừa kết thúc người đưa đi hết chưa linh linh nhảy xuống rồi nói đều an toàn đưa đến nơi rồi sau đó nhắc nhở mạc phàm tình hình không được ổn trên đường tôi quay về đây phải đi qua ngũ duyên loan phát hiện ở đó có dấu vết của lượng lớn hải yêu xuất hiện mạc phàm thắc mắc ngũ duyên loan lúc này tên họ trương đi ra hỏi tiểu cô nương cô nói là thật sao thẩm tinh cũng nói nếu như vậy chúng ta nhất định phải lập tức đi giữ chiến tuyến nếu không lỗ hổng một khi bị mở ra hải yêu sẽ xâm nhập mạc phàm đề nghị cứ đi xem trước tình hình rồi tính sau đó cả bọn đi đến ngũ duyên loan chỗ này đang đánh nhau ầm ĩ hết cả lên mạc phàm đứng trên vách đá cảm thán xem ra quả thật là vô cùng nguy hiểm tên béo ngơ ngác hỏi hửng hải yêu đang ở đâu sao tôi không nhìn thấy gì hết tên họ trường nói hình như tôi không nhìn thấy bóng dáng của hải yêu tiền bối phát giác ra được cái gì rồi sao mạc phàm trả lời tôi cảm nhận được khí tức tên kia hỏi lại khí tức linh linh giải thích khí tức mà mạc phàm nói thật ra là gần với trực giác của thợ săn quỷ chỉ cần yêu ma cấp cao tiếp xúc với các người đủ nhiều cũng có thể phát giác được yêu ma mạnh thật sự không những có sẵn khí tức riêng của bản thân hơn nữa còn có thể căn cứ mà thu liễm khí tức để bản thân không dễ dàng bị phát giác mạc phàm liền nói mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn bọn nó đang còn ở dưới nước thế là hắn chơi một quả cầu lôi điện tên này ném một phát lên trời sau đó lôi điện dừng lại trên không bắt đầu nổ tung cái này là tịch lôi tử quang lôi bạo những đạo lôi điện tím đen không ngừng đánh xuống mặt biển ở dưới nước lúc này vô số cặp mặt đã xuất hiện tên béo sợ quá ngã ngửa ra đất kêu lên cái này cái này nhiều như vậy sao từ dưới mặt nước có một bọn hải yêu hình người lao lên cái đám xanh xanh trên tay có kiếm sắc này chính là đám đã từng xuất hiện ở gần phàm tuyết sơn tên họ trương liền hỏi liệp tạng giả lại có nhiều liệp tạng giả như vậy sao bọn này lên bờ không ngừng hò hét thịt, thịt 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 linh linh nhắc nhở bình tĩnh lại một chút nỗi sợ chỉ khiến bọn nó thấy hưng phấn hơn thôi mạc phàm liền hỏi sao vậy tại sao các người đều sợ hãi như vậy tên họ trương nói tiền bối liệp tạng giả này lấy nội tạng của con người làm đồ ăn còn tàn nhẫn hơn cả xích lăng yêu Bên đầu hói cũng than thở bọn nó có nhiều như vậy những người chúng ta e rằng mặc phàm bên này máu chó đã nổi lên vừa rồi không thu được cái tinh phách nào hắn đã nổi điên lên bóp chân bóp tay nói đừng sợ cái bọn đáng phải chết là bọn nó sau đó hắn duỗi hai tay ra lôi điện tím đen không ngừng lẹt xẹt trên tay hắn mặc phàm đánh ra một chiêu của hắn tự sáng tạo ra cuồng từ trọng bảo lôi điện khủng khiếp từ trên trời đánh xuống ầm 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 mặt biển nơi bọn liệp tạng giả đang ẩn nấp đã bị oanh tạc mấy tên kia hoảng hồn la lên cao giai pháp sư cao giai lại có thể có uy lực như vậy sao người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy nhưng mà ở bên dưới mặt nước vô số liệt tạng giả lại xông lên đánh về phía mạc phàm mạc phàm cười phá lên ha ha đến đây ông đây đến một con thì giết một con sau đó hắn dùng chiêu ý niệm vạn tiễn xuyên tâm những mũi tên không gian bắn cho bọn liệt tạng giả lùng xác linh linh lúc này cưỡi trên lưng phi xuyên ngai lang nhắc nhở mạc phàm cẩn thận có cái gì đó đang đến mạc phàm hoảng hồn nhìn lại chỉ thấy từ dưới mặt biển có một con quái vật to lớn từ dưới nước lao lên. Con này há cái miệng to đùng của mình ra, bắt đầu kêu lên những âm thanh kỳ dị, sóng âm lan tỏa khắp nơi. Mạc Phàm ôm đầu than thở. Chết tiệt, tên khốn này ở đâu chui ra vậy? Thẩm Tinh nhắc nhở. Là hải linh thú. Nó được xem là thần của của ngư dân ven biển. Làm thế nào mà nó lại xuất hiện ở đây vậy? Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review Chuyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!